À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Chocho Wu Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì các bạn cũng biết rồi, mình đã kiểm soát được thêm được cái vùng mà nước Ý, nước Anh rồi. Và mình chơi khá thân với mấy thằng phía trên, để nói là thân thôi nhưng mà thân ai đấy lo thôi. Chứ còn mình cũng chả thấy có cái vẻ gì là gọi là thân này. Tại sao mình không đập lốt nó đi nhỉ? Chúng nó còn có 3 tỉnh. 1, 2... Một tỉnh nữa đâu. À đâu, chiếm toàn bộ đảo Anh thì đâu. Được mà nhỉ? Vùng đảo Anh này cũng có khá nhiều tài nguyên mà. Nhưng chúng ta lại phải mất công bảo vệ anh em ạ. Mình thì không muốn thế, bởi vì bọn này nó đang có là một cái cơ này. Tất cả mấy cái thằng đảo Anh này đang chiến tranh với mấy thằng dưới này hết. Và mình thì đang chiến tranh với mấy thằng này. Mình đang cần một cái lực lượng hỗ trợ mình. Đấy, vấn đề là như vậy. Đánh nhau với thằng Anh bây giờ cũng không để làm gì hết. Có một vấn đề là mình đang muốn gây chiến với thằng này, mà tự dưng cái thằng này bây giờ nó lại không chiến tranh với Hung Nô nữa. Không hiểu. Hung Nô thì nó đốt quá là khủng khiếp luôn. Nó đốt thằng Phanh à? Guards of the Afterlife. Thằng Phanh không còn quân nữa rồi, chạy khắp nơi rồi. Còn vài thằng quân tàn đây. Cho thằng này nó về đây đóng phát này. Mấy thằng này thì không dám vào công thành của mình luôn. Lực lượng mình trong thành này giữ được, nó không dám đánh. Thôi được, tạm thời thế, bây giờ chắc cũng không có việc gì để làm. Mình qua lượt đã, nhưng mà vấn đề là cái quyền lực của mình bây giờ nó đang giảm rất mạnh. Quyền lực của phe của mình đang giảm rất là mạnh. Tăng cái lòng trung thành lên đấy. Phải làm nào tăng cái quyền lực lên. Tướng này là tướng gì? Tên là Chinokulova. Thằng đấy đâu nhỉ? Hình như nó là con dê của mình rồi nhỉ? Đây. Đang định muốn tuyển thêm mấy anh La Mã nữa. Được, cứ qua lượt đã. Ông đệ của mình thì ông kiểm soát được cũng một cái vùng lãnh thổ khá rộng. An Tây. Không công nổi thành của mình thì rút chạy rồi. Khu vực phía nam này thì chả thằng nào dám đến đây mà va phơ hạm đội của mình. Hạm đội của mình quá bót, không thể op, không thể chơi được. Sassanid. Sassanid nó tiến sang đến công Constantinople là điều vấn đề khá nguy hiểm. Đúng rồi, Hung Nô tiến sang đốt chết thằng Sóc Sông cho anh. Our favor and friendship is rarely expressed in such golden terms. Bình tĩnh đi, cái chiến tranh nó là để một cách để duy trì ảnh hưởng đấy. Hòa bình đến đi bây giờ. Không ổn. Lính kiếm của La Mã thực ra chỉ mỗi đam kém thôi, chứ mà giáp
máu của nó được trâu ấy, vừa đâu. Để mình xem là thằng đệ mình nó chiến tranh với ai đấy. Lòng trung thành đang dao động. Ủng hộ chính phủ. Bổn phận vẫy gọi lại một tướng nữa qua đời à? Nhân vật đã bị giết đấy. Sự trả thù đẫm máu. Tướng thừa kế tận tụy cộng hai trung thành một tẩm quyền, thằng này được, thằng này cho làm thái tử là được, chỉ số của nó rất tốt luôn, xảo quyệt kìa, mặc dù mới là tướng cấp 2. Đội này chỉ có giáo binh thôi. Thanh niên truy hô hô này. Ấy, ra đây, mới có. Bây giờ mình phải để phòng, để ý hai thằng đệ này. Xem nào, nó chiến tranh với thằng Phanh, An Tê, tất cả hai thằng đệ ở phía bên này. Rồi chúng mày rút hết quân sang bên này cho anh. Thằng này cũng chiến tranh với thằng Phanh Kiss. Như vậy là nó có điểm chung với mình. Welcome, worthy friend. Thằng này cũng chiến tranh với Phanh. Nhưng đồng thời chiến tranh với cả Hung Nô. Và Hung Nô thì ai mà nó chả đánh. Hung Nô nó chiến tranh với hầu hết các nước. Dợ. Và cả thằng này nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ mượn đường Hung Nô để tấn công thằng này. Thằng này nó chiến à đây. Tiếp tục mượn đường Hung Nô ạ. I have called for good wine to ease your throat and try. Cho cưới Attila. Thằng một xỏ quyệt tử, mình cần con gái của mình cưới một trong những tướng lĩnh nào cấp cao một chút xíu. Chưa lấy được. Cần một tướng nào đó là tuổi trẻ và tài cao một tí. Chín tuổi rồi, quá già. Chưa có tướng nào thực sự. Before I hear your wisdom, I trust you will not object to a cup of wine. Không phải thằng này. Mình đang đề nghị. Tốt rồi. Mình sẽ đánh thằng Sun Tê, mình sẽ gạ gẫm nó đánh tiếp những thằng này. Đề nghị của bạn. Nó không chịu. Không chịu đánh thằng này. Không nên cho lấy Attila, có thể mình sẽ gây bất hòa cho các phe phái khác. Đòi tiền của Hung Nô nó mới gọi là chất chứ. Mình dám đòi tiền của Hung Nô.
Nói rồi nó 1000 xem nào được. Ôi xuồi ôi, có ai đấy tống tiền được hung nô như mình không? Ok, thái tử chúng ta sẽ tấn công. Tấn công. Một. Thirsty for battle. Hi. Let them cower before us. Ba. Ready for orders. We take this settlement. Hạm đội nó đông thế nhỉ? Ôi rồi hạm đội đông thế. Rồi chúng ta sẽ giải quyết từng thằng một. Aidan, Kichitan. Thanh niên đầu tiên. Khi mọi thứ sắp sụp đổ, hãy gặm nhấm. Sương mù. Lại một cái ngôi làng huyền thoại kiểu này. Tấn công từ bên này vào dễ hơn. Bên này vào mình thấy nhìn nó dễ nhìn. Bên kia trông rối mắt quá. Đây này. Hướng này vào nó chạy ra thì nó chết gần hết. Mỗi cái tháp cảnh chọn cái hướng tấn công cho nó hợp lý tội gì. Chưa tuyển được thêm lính kiếm. Tí nữa mình cố gắng đi tuyển thêm mấy thằng kiếm nữa. Nói chung lính Spy thì nó chống kỵ binh tốt hơn. Nhưng mà bởi vì mình đánh rất ít khi mình đánh trên đồng bằng. Mà khi mình đánh trên đồng bằng phần đa mình sẽ sử dụng cái đội hình này. Mình sẽ lập trại chứ ít khi mình chạy nhông nhông. Vì thế nên là cái vấn đề mà sử dụng lính Spy thì chắc là không cần nhiều. Battle group ready. Rồi. Chọn hướng tấn công, chọn chỗ nào đấy nó dễ nhìn, dễ thoáng một tí. Đấy, hướng này thì chúng nó chỉ có thể ra được cái lối này duy nhất. Có trúng mẹ rồi đâu, 21%, 42%. 64, 85. Ô hay quá. Nó bị cháy lan này. 100 tốt rồi. Bắn vào đây cho ai. Tháp canh này bị cháy lan này. Sập luôn. Nó cháy cái khu định cư nó cháy lan sang cả tháp canh. Ôi dồi ôi, đạn phá nổ. Đây là mấy anh Viking phương Bắc. Ui dồi. Ui dồi. Mình rất thích cái đạn pháo nổ này. Chuyên gia chống bộ binh. Chạy luôn. The
Sao? Có test studio rồi. Ai da, ai da. Vẫn chết mấy thằng. Ui, ném thấm thế nhở? À, bọn này nó không chịu được. Bọn này lên cao hơn. Cái binh của mình chưa thể áp sát được. Ôi, bọn này nó ném đạp xuyên giáp. Sợ quá. Ôi. Sợ quá. Gớm nhỉ. Bọn Javelin này, cái bọn nào lén lao này nó đam to lắm. Xông lên thì chứ còn để làm gì nữa này. Đông quá. Tướng này đúng là tướng cấp thấp chưa được có skill gì khác. Rồi. Tướng của nó định đuổi mình cơ. Thế mà nó còn lén được. What the hơi. Ghét nhất là đời cuối này nó bắt đầu trang bị phi lùm, nó lén rất là nó. Wow, lén bọn này rồi. Tiến lên. Rồi. Chúng mày thích đánh nhau với Longbar Swordsman của anh được không? Chấp chúng mày luôn. Này thì Viking phương Bắc. Một thằng. Tớ này bây giờ mà để luyện được quân đoàn lên cấp cao như kiểu các quân đoàn của thái tử, à nhà vua với cả tướng huyền thoại kia thì chắc là còn cả một vấn đề. Bây giờ thằng này là thái tử, chắc là phải luyện khá khá trận đấy. Mình sẽ phải cho nó đánh trận nhiều nhiều một xíu. For the tribe. Nó hồi quân rất nhanh. Bây giờ mới quân đoàn cấp 1 thế này. Tướng bây giờ mới lên được cấp này. Úi, đồ. Các chỉ số của nó đều rất cao. Được. Công trình này cũng được. Công trình này để xây để phòng thủ cũng được. Cánh đồng. Lay siege to their hovels. Cái bọn ném lao này là ném xuyên giáp rất mạnh. Khả năng mình phải sử dụng chiến thuật khác thôi. Nhưng mà không cho kỵ binh lùa được, trận này nó có chó. Nó có chó à?
Hoặc là mình phải áp sát cho nó thì mới được. Vãi cả cái thành của nó luôn đấy. Đúng là cái thành kiểu của mình rồi. Đúng rồi. Thành này mình chẳng công mãi được còn gì nữa. Thành à mình thủ mãi được còn gì nữa. Đây. Đánh vào từ lối này. Rất rộng rãi. Tướng huyền thoại chỉ huy trận này à? Được. Đạn lửa. Phải đề phòng cái bọn javelin của nó. Bắn ra cho anh. Ô, không trúng phát nào luôn à? Bắn vãi thế. The enemy has been sighted. Lén bọn này cho anh. Kệ. Mấy thằng javelin này gớm lắm. Chơi đội hình giãn cách à? Kệ nó. Our hidden units have been discovered. Bộ binh hạng trung rất nặng. Được, ném này chết. Thế mình bắt đầu di chuyển. Kỳ thật, mình chưa phá cắp tháp canh. Oh, ném đau thế. Đánh bọn này kiểu này không ổn à? Con ngựa điên này. Trying to take out our general. Defend him.
Nó có chó nên mình không cho áp sát được. Tức, tức thật. Xong rồi. Tiến lên. Quái nào đây? Tiến lên. Cái bên nhỏ lùa ngay cho anh. Nó lém bắn a à, nó lém vào xe bắn đá của mình cơ. Lùa ngay mấy thằng này cho anh. Gặp phải đội này thì nó chém nó chết luôn. The enemy are losing their advantage. Rồi, mấy thằng Long Ba Sosman rồi mấy. Tướng của nó vẫn trong thành chưa? Tướng của nó vẫn trong thành. Mấy thằng Viking phương Bắc này cũng hướng phết đi chứ đúng. Mấy cái thằng ném javelin này của nó hướng rồi. Mày ăn được rồi. Ngon thì ăn đi. Mày ăn đi. Ăn với Long Ba Sosman của anh ấy. Ôi vãi cả bắn. Không cháy một tí ra tháp canh nào luôn. 71%. Không sợ. Để mấy Long Ba Sosman này lên giải quyết hết. Mày chỉ bắt lạt được mấy thằng lính gậy của anh thôi. Các tướng nó đâu nhỉ? Rồi, thế cũng sập tháp cành. Đây rồi. Tự dưng mấy cái thằng bỏ chạy này quay lại phước anh à? Mấy thằng này Zatalin nguy hiểm hết nhỉ. Ơ còn thằng tướng vác gì của nó đâu rồi? Nó có thằng tướng vác gì trên này cơ mà. Đâu rồi? Bắn hơi củi. Tốn bao nhiêu đạn mà không sập được cái tháp canh. Úi dồi. Tướng nó đâu nhỉ? Chưa nhìn thấy tướng đâu. Còn tí nữa thì sập tháp canh mà không sập. Dìu binh hạng nặng kìa. Thủ lĩnh đột kích Bắc Âu. À, thế thì nó chém đau lắm đấy. Run, Cashew! Kill, kill, kill!
nó chạy. Quân địch ở gần. Sập. Tưởng thế nào gặp phải mấy anh dìu mà gặp mấy anh kiếm của anh là chạy hết cả lượt này. Kém thế trận này thương vong cũng nặng quá nhỉ. Tính sao với cái bọn lém lao của nó bây giờ nhỉ. Lém lao đấy thì cho kỵ binh lùa thì được ngay, nhưng mà for battle, warriors all. For the tribe. Nó xây hệ thống công trình cũng khá hợp lý. Cái này chỉ việc đổi thành cái này là xong. Lần sau mình đổi phát là xong. Đấy, đây mới là trận căng nhất này. Trận này là trận căng nhất. Nó lắm cái bọn lém lao quá. Bọn đấy nó đam xuyên giáp nên là khiên khiếc của mình không ăn thua. Lại cái thành kiểu truyền thống này rồi. Cho lùi xe bắn đá lại xa một xíu. Lần này mình sẽ không cho bọn này nó đứng gần ngoài này. Cho nó đứng sâu tít ở trong này thôi. Không lên. 3 đội đứng ngang, 1 đội đứng dọc. Cho chúng nó vào tất trong rừng để đánh nhau xem. Battle group ready. Come into tenses. Put up the shield wall. Đứng tận đây thằng nào mà đánh được. Battle group ready. Đội kỵ binh của mình à? Như mọi khi đứng ở đây thôi. Có con mồi thì tấn công. Để xem cho nó ra kiểu gì. Phá cái tháp cây ở trước ạ. Được kích Bắc Âu ở bọn này nó chém đau cực kỳ luôn đấy. Cháy tan nát khu định cư này. Xong. We have destroyed the enemy tower.
tan nát mà. Ui dồi ôi. Ở đây, mấy con ngựa này. What the hợi, cái gì ấy? Sao cháy? Bắn vào lẫn nhau à? À, lúc nãy mình bắn đạn lửa. Mấy thằng Javelin bị quất tầm nhìn. Nó tác dụng rồi. Hay rồi. Solo. Ngựa nó thấm đòn. Enemy units have been rallied. Còn dư của nó mình cũng không sợ. Cái đội hải quân này của nó đổ bộ vào mình. The enemy has found our concealed units. Các đạo quân ẩn nấp của chúng ta đã bị phát hiện này. Vào đấy mà phát, vào đấy mà hiện. Bắt đầu tấn công rồi. Ném ở dưới lên thì không ăn thua rồi. Đúng rồi. Đổ này thấm lắm. Trời ơi. Kệ nó. Chủ yếu là khử mấy thằng ném lao của nó. Ôi ôi. Mấy thanh niên này bị ăn đòn ác thế. Cho lốt thằng này vào nữa thì... Cho lốt thằng này vào, bắt đầu cho kỵ binh ra lùa. Nó đang đổ bộ rồi. Tướng địch đã chết à? Cứ vào đây. Enemy units have rallied and returned to the battle. Xong rồi, lùa. Mày thích bắn tên này. Advance,
tay, không để chúng nó làm loạn. Đuổi đến, đẩy đội hình lên. Lắm đuổi với Long Ba Sosman của anh. Rồi tiếp đến đội cung này của nó, bọn cận chiến kia thì mới cho nó vào đây. Đội Phi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đội Phi không cần phải làm gì hết. Anh em bảo là tại sao cái đội Long Ba Sosman này của mình không ăn được một cái Viking phương Bắc này á? Sao mà phải xoắn với nó? Tiến lên. Chưa phải lúc, lùi ra đây, đợi bọn cung nó vào đó. Tui 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 tui. Ra đây. Chờ xíu, chuẩn bị vòng ra đây. Đợi bọn cung này nó... Nó bắn vào rừng thì cũng sợ. Festudo bảo vệ rồi. Đẩy xuống đi anh em. Đẩy xuống. Đẩy xuống. Đúng rồi, chúng ta bị tấn công. Chúng ta đây. Láo thật, tấn công tướng của mình kìa. Cho lớp bộ bộ binh của nó vào đấy. Đông thế nhỉ? Và bọn kiếm của nó vào hết rồi, chuẩn bị. Chắc đáng như căng. Đẩy đội hình xuống. Cung nó chạy à? Sợ mẹ đến kỵ binh của chúng mình. Rồi rút ra. Úi giả. Bộ binh nó đây chạy hết rồi. Đúa chém chết cho anh. Xong. Thằng tướng cầm dìu. Thank you.
rồi. Kill, kill, kill. Ôi dồi ôi, biển người ở đây. Lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần thì cũng làm cái gì đâu. Tiến lên anh em. Rồi, cứ tiến lên. Chém chết nó cho anh. Cái thằng Long Ba Sông Bay này nó chưa lên đến đời cuối. Lên đời cuối đánh xuống. Chúng nó đông nhưng không nguy hiểm. Chúng tuy đông nhưng không nguy hiểm. Rồi, tàn sát đây. Rồi, bỏ chạy hàng loạt luôn. Tướng chạy luôn à? Lomba Sosman. À, đội siêu binh của nó đây. Siêu binh à? Sao mà đội quân nó đông thế này? Chém giết rồi. Cắt cổ rồi. Xong. Có một vụ tắm máu ở đây. Chiến thắng dứt khoát. Hoàng. Cái thằng này nó tên là Doc à? Thì thảo nào mà nó khôn thế. Ôi, tên là gì không đặt, đặt tên là Doc thì thảo nào khôn thế. Thôi cho thằng này nó làm chư hầu. Mình không có ý định à chiếm đất chiếm đai đấy. Hitman trung bình sẵn sàng. Bọn này làm sao so với lính gậy của mình được. Mạnh mà phòng thủ cận chiến nó cao phết đấy. Thằng này thì quái nào đi chiến tranh. Ôi dồi, đề nghị cái gì, đề nghị anh chiến tranh với hung nô. Mày thông minh vãi cả lúa. For the tribe. Fleet ready. Warriors all. Finding shelter. Tuyển mấy thằng cầm kiếm nữa nhỉ. Đây. Hay à. Đánh 3 trận liên tiếp mệt quá. I am a priestess of the old ways. Kiên quyết.
cái vùng này nó cứ ảnh hưởng văn hóa dị giáo La Mã này. Rất là khó mà tăng được tôn giáo. Những vùng đất này vẫn nguyên ở đây. À, nâng cấp được lên. Thằng này không dám xông vào đất của mình à? Thôi, qua lượt. Phanh và thằng này tuyên bố chiến tranh. Thằng này là chiến tranh mỗi với thằng Phanh. Thế nó cay nhỉ, mình đang muốn đập nó mà nó lại chiến tranh với thằng Phanh. Nó lại đồng minh với thằng này. Thế nó dở. For the tribe. Ready for orders. Thirsty for battle. Sao thì mình phải chuẩn bị lực lượng ở đây đã, mua tiếp quân đã. Ôi ôi. Cứ giành chiến thắng liên tục như này thì uy tín của mình nó có cái gì mà phải lo. Đô đốc này. Được. Cái mấy thằng ở Bắc Ireland với cả Anh này thì nó đang chiến tranh với mấy thằng dưới này. Nói chung thì mấy thằng đấy thì mình để nó gần như là làm cái này, khu vực gọi là lá chắn để giúp mình chống lại. Ai à. Chống lại mấy cái thằng sắc sông này, mấy thằng bên dưới này. Đôi khi chiến tranh nó là như vậy, chúng ta phải lợi dụng lẫn nhau để duy trì ảnh hưởng. Gì đấy? À, có chí khí, tốt, đúng rồi. Thôi không dám đánh này, chỉ vây thôi à. Vây là mình không hồi được quân đấy, khôn vãi. Nhưng mà nó quên mất là mình có xảo quyệt cộng 6 rồi. Với cái xảo quyệt như vậy thì nó dám vây mình thì nó ăn đòn. Bây giờ lo lắng nhất là anh Hung Nô ấy. À, honorable enemies, we will be in war. Thằng này tuyên bố chiến tranh. I trust my once friend. Mình không muốn đồng minh nào tham gia vào cuộc chiến này. Ok. Cái thằng châu Phi kệ nó. Cái thằng châu Phi cá heo này. Rồi. Khỉ thật. Thằng đệ cuối cùng của mình nó đốt nhà đi, bị đời rồi. Nó khỉ gió này nó đốt nhà đi bụi đời là mình bây giờ mất sự cái... Nó không còn là chư hầu của mình nữa rồi. Đốt nhà đi bụi đời. I am a priestess of the old ways. Gather round. I have much to teach you. Bảy mươi mốt lương thực. Không nhiều lương thực lắm nhỉ. Cánh đồng khép kín. Hmm.
Bây giờ mình sẽ sang bên này và mình tuyển mấy cái thằng lính cầm kiếm này nữa. Để tuyển mấy thằng lính kiếm này để chuẩn bị có một cuộc chiến ở phương Bắc. Hai quân đoàn này sẽ lên phương Bắc để đánh nhau. Bây giờ bỏ đội lính speed cuối cùng đi. Ôi hết tiền. Mình nghèo như một con mèo luôn. Ready for orders. Lính kiếm này nhìn nó chất hơn, máu nó trâu hơn, nó đánh tốt hơn. Mình đánh nhau bọn phương Bắc thì không cần speed. Đâu, thằng nào vây anh ấy? À, mày nhìn thấy, mày không biết đây là quân đoàn tiếng điện thoại à? Mày... À, Huskats, đây, một số anh em bảo là quân của chúng ta không ăn được bọn này. Tại sao lại nói là quân của chúng ta không ăn được bọn này? Thằng này gần như không có kỵ binh à? Cho mày biết thế nào là đánh đêm nhá. Trận này mình bị thương vong là chúng nó vào nó ăn mình à? Có một khẩu pháo, hoàn toàn không có, nhưng mà nó có chó. Trận này không cần phải dàn đội hình theo kiểu như mọi khi. Nó cũng không có. We hunger for blood and battle. Group and waiting. Battle group ready. Trận này thì cứ tiến thẳng lên, không phải phòng thủ. Ready for battle. Understood. Scrappers ready. May quá đội kỵ binh của mình vẫn chất. Cái xe bắn đá nó đâu? Vừa lo thoáng nhìn thấy đây. Đứng đây cho nó thẳng. Xong lên luôn. Trận này không phải thủ. Combat swordsmen, fearless warriors. For battle, battle group ready. Tiến lên. The gods, I feel good today. We shall fight them with the respect they deserve. Run, curse you! The enemy approaches. Our reinforcements enter the fray. À, mình có quân ở trong làng ra tiếp viện à? Nhưng mà quân gần chết này thì làm ăn gì? Kệ chứ nhỉ, méo ngó con không. Phá được cái khẩu pháo này của nó cơ. 2/4 sập cơ số rồi đấy chứ. Mấy thằng Huskat này. Pháo của nó chưa bắn được mình. Bắn đấy cho anh. Tướng nó đang đi đằng sau kìa. Warriors, move out! Scrappers, ready!
binh rồi. Lùa ngay. Ô, nó thả chó à? Sợ mẹ thì mới có chó nữa. Chó của nó thì không sợ. Ok. Áo choàng ra sói. Rừng rú thì rất là ghét luôn. Áp sát cho nó. Ok, chạy lên đây. Kẻo mất đồ pháo của anh bây giờ. Cái gì? Mấy thằng cầm gì của nó? Sợ mẹ đi. Huskat à? Này thì Huskat này. Huskat là dọa được Long Ba Swordsman của anh. Go down. Một đội speed của mình đã bỏ chạy rồi. Không sợ. Lùa hết cho nó cho anh. Chết rồi. Mất một đội speed. Có thể mình sẽ phải tuyển lính đánh thuê trong ngắn hạn. Ôi. Mất khá nhiều quân đấy. Đâu rồi? Đội chủ lực kia của mình. Đội chủ lực của mình vẫn còn, giết hết cho nó cho anh. Tướng rồi, giết. Được cái binh rồi. Lùa ngay cái này. Không sợ đâu mà, mấy thằng Huskat đấy thì làm gì. Anh em có thể sợ nhỉ. Tại sao lại bảo Long Ba chúng ta lại phải sợ mấy cái thằng cầm rìu của Viking phương Bắc nhá. Chấp chúng nó luôn. Trận này mình mất mấy đơn vị quân đấy. Được đấy, phải quán trận này nó chất. Cỡ mấy thằng này mà đòi ăn được anh. Dìu này thì dìu này. Giết chết thằng tướng nó phát là nó nát luôn. Bọn này nó ném mình chết nhiều quá. Hy vọng là... Ủa thằng này còn có 3 thằng nó bị... Rồi tướng nó chết rồi. Chắc đã bỏ chạy đến nơi. Chiến thắng sát nút à. Các cái đội này thì không sợ. Ai ôi, đội Huskat cái của nó chém cũng ác ấy nhỉ. Nhưng mà, ủa cái đội kia nó điên nên nó chém ao. Không sợ đâu. Đánh được mà. Bọn Huskat này không... Mất 3 cái xe bắn đá cơ à. Ai da. May quá. Ở đây chưa tuyển được. Không tuyển được. Thiếu mất một đội. Cái vùng này mình chưa xây dựng công trình đấy để tuyển. Đây là cơ hội cho Thái tử lấy lại lên lượng cấp đây rồi.
đánh từng thằng một. Thái tử nào đánh từng thằng một. Nó lại dám vác 3-4 quân đoàn ra nó phơ mình. Bọn này bộ báo cáo chổi. Lâu lắm rồi mình mới chơi phục kích và đánh đêm như này. Đội này thì mới được có 2 lính kiếm à. Được có 2 lính kiếm duy nhất. À, đầu thì cho bọn này đi. Lính kiếm nó đứng ở đây thì hay hơn. Bọn ra mình bọn lém lao nguy hiểm lắm. Nó lém rất là đau. Tầm ném của nó thì ngắn nhưng mà nó ném rất đau. Trận vừa rồi mình đã không linh động để bảo vệ được cái đội xe bắn đá, tướng của mình lên hơi chậm. Không sao. Chúng ta còn một tướng này. Đội kỵ binh này vẫn đang bị thương. Bỏ cái này đi. Nào, lên đây con. Thái tử đâu? Rửa nhục. Ui hồ. Tiến dần vào đất này là bắt đầu càng ngày càng căng đúng không? Tôi kỵ binh rồi. Lùa ngay mấy thằng lém lao của nó chỗ này. We're being ambushed. Nó ném mình cũng ném nó. Tấn công cho anh. Đợi nó áp sát đã, chở đội này lên. Nó có đội kỵ binh ở đây. Rồi. Rồi, Longbard Swordsman đã lên tới nơi rồi. Tấn công cả chiến. Căng nhỉ, nó lém rất đau phết ấy. Con ngựa này làm đang chậm thế, nhanh. Không cần, mất chất sau đây. Cái đó, chịu đòn tí đi. Biết mấy thằng gì cho anh yên tâm. Mấy thằng hú
scat của nó mà mình bị sợ. They are trying to take out our general. Defend him. Tấn công bọn này cho anh. The enemy refuses to admit defeat. Their unit has rallied. Wow. Chịu đòn tốt phết nhỉ. Bọn tầm xa nó đã dìu chúng mày ăn Lombard Swordsman. Chém chết nó này. Chém chết lấy người dìu cho anh. Vào đây. Lùa nó cho anh. Lại bắn vào đây. Tướng của nó sợ không lên này. À, đội quân của chúng ta đang điên cuồng chém giết à? Đúng rồi, điên cuồng chém giết lên cho anh. Tiến lên. Ôi ôi. Cung thủ của nó đây à? Tràn xuống đây, không để cho chúng nó quẩy quân mình thế chứ. Đúng rồi, điên cuồng chém giết lên cho anh. Chém bọn dìu này. Pháo đâu? Đã ở đây. Pháo này đã ở đây. Kìa bọn này nó quay lại này. Quánh luôn. Mày này. Ôi, làm cung quá. Kill kill kill. Thắng tử rồi. Cả nó phải truy sát cho nó chết hẳn. A glorious victory will soon be yours. Sợ không truy sát cho nó hồi nhiều nhỉ. Một chiến thắng dứt khoát à? À, mấy cái thằng dìu ấy. Anh em cứ để nó nghĩ. Làm sao nghĩ thế nào mà mấy cái thằng vác dìu dọa được mấy chiến binh nó Godan của chúng ta này. Đây chưa phải Godan đời cuối nhá. 22% mày. We can't do that. Rồi, còn bứa được không? Úi dồi ôi, hồi gần như đầy quân. Đó chính là điểm mạnh của chúng ta. Về đến đây phát là mua được quân luôn này. Ready for orders. Địa hình hơi xấu. Có vài thằng ném lao. Vài thằng và rất nhiều lính dịu. Thái tử của chúng ta sẽ làm một trận đánh đỉnh cao luôn. Để thể hiện rằng là chúng ta xứng đáng là một thái tử chứ. Để thể hiện rằng hai thằng này thương nặng quá nhỉ. Sợ đứng ở đây có chịu được nhật không. Defensive
Ludo and defend! Get your shields up! Group and waiting! Chuyển hết đội kiếm này thì áp thì điều. Aisa đội kỵ của chúng ta hồi 100% luôn. Trận trước là chưa hồi được hết. Hồi luôn. Đấy là sức mạnh của bọn Langoba mà nó hồi rất nhanh các bạn ạ. Hồi hồi rất nhiều luôn. Trước khi trận đánh có khi còn ít hơn sau khi đánh xong. Bởi vì nào tăng tốc lên. Bọn lợn kia đâu rồi? Xong lên đây. Bắt đầu rồi. Úi dồi. Kệ chứ nhỉ. Cái này còn lâu lắm. Úi dồi. Đây là cuộc chiến giữa Langoba và các Viking phương Bắc. The enemy have rallied their units. Tăng tốc độ bắn cho anh. Ô tướng này nó được ngọn roi thứ hai. Đồng minh liên kết. Ô thằng tướng này còn nhiều skill hơn cả tướng chính của mình luôn ấy. Đồng minh này nó tăng độ gắn kết tấn công chống kỵ binh, tấn công chống roi. Trừ 40% tỷ lệ mệt mỏi của quân sĩ. Ô thằng tướng này là tướng đúng là tướng xâm quân này. The enemy has laid an ambush. Ôi, nó đang đến. Chúng đang đến như một vị thần. Vareku. Không ăn thua. Kỵ binh của nó không ăn thua. Tướng của mình được đấy. Tướng của mình boost skill còn mạnh hơn đấy. Nó có 2 skill liền. Nó thấm đòn. Zamba, cái thằng dữ này. Mày chắc chết này. Rồi rút tay mà. Dữ nó chém đau lắm. Ai ôi. Tướng của chúng ta bị tấn công á. Nó lén lao vào à? Hay mấy thằng đánh lừa lao hả? Hàng của mình rất vững vàng. Đội hình kim cương xông vào cho anh. Con khỏi cần chậm lắm. Tướng nó đây rồi. Dã vào tướng nó đây. Đội lính gì? Đội lính gì của nó? What the hell? Chúng ta bị quay rồi. Nhanh chết đội kỵ binh của mình mất. Đội này đâu? Lên. Lên.
lên bảo vệ đội kỵ binh. Ôi, đội Spee không chịu được nhiệt à? Không sao, tiến lên. Tiến lên. Phải qua đội kỵ binh chạy thoát rồi. Búp lên tinh thần cho anh em đi. Ôi, thằng này nó có đến 2 skill cho quân. Đâu rồi, lên. Longbard Swordsman tiến lên. Ây da, lính kiếm của La Mã mà chém nhau với lính dìu như rồi nhỉ. Ôi, một đội long ba của mình. À, mình không cho hàng rào. Hàng rào chưa lên kịp. Phải thế chứ. Quán cho nó tan nát anh. Chúng nó chạy rồi, cố lên anh em. Tướng của nó đây này. Chơi chết tướng nó là xong mà. Tướng nó vác dìu. Đội long ba của mình rồi. Tự dưng có một đội chết rất nhanh, mình không biết lý do tại sao. Đội lính gậy này thì quá chi lì luôn. Mấy con ngựa nó này, giết cho anh. Gậy còn quá lì. What the hell? Quân của mình lại vỡ trận à? Công sẽ đá mình. Chạy đi. Đánh nhau bọn Viking phương Bắc này đã quá. Đuổi hai quân đoàn của nó ra khỏi đất của mình. Toàn lính dìu luôn. Quân của nó toàn lính dìu. Mấy thằng kiếm của La Mã này mạnh phết nhỉ. Máu trâu. Không mất bất kỳ đơn vị quân nào. Hồi 24% quân. Trời ơi. Mày tưởng ăn anh là dễ à. Xem nào cái thành này nào. Doanh trại lính đánh xa. Có khi tuyển được mấy thằng kiếm đấy nhỉ? Ready for orders. Thôi không cần, đã đánh nhau làm gì? Ready for further orders. Mình vừa bắt được cái gì à? Mà sao lại không? Thôi về đây. Tướng lên cấp. Rồi. Thái tử của mình ngày càng uy quyền. Nào, chúng ta còn nào. Láo quá, quá láo. Bây giờ mình sẽ đề nghị thằng này. Hail. As requested, I give ear to your just and undoubtedly noble requests. Không những không chiến tranh mà nó lại còn rất thân. Đánh nhau với anh Viking thì mệt phết nhỉ. Đội kiếm này của mình hơi ít thôi, nhiều nhiều một tí thì không sợ đâu. Số lượng có hạn. Rồi về đây mua quân đã. Quân đoàn này bị nó hấp diêm hay nên mới thế thôi. When your feet bleed, you can moan. That way is shut. Kinh quá. Hết tiền để mua quân à? Bọn này được ấy. Quá được. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình.
Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Get moving! Baking cap!